Gần đây, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh về tình trạng xe dù bến cóc đón trả khách không đúng nơi quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh vận tải trên địa bàn. Ngay sau các phản ánh, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra xử lý vẫn chỉ mới dừng lại ở phần ngọn, chứ chưa thực sự chạm đến gốc rễ của vấn đề. Đã đến lúc cần có những chế tài mạnh hơn đối với các hành vi vi phạm, đồng thời sớm bổ sung, đổi mới các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ vận tải. Có như vậy mới chấn chỉnh được tình trạng bạc nhão, tùy tiện tồn tại dai dẳng trong nhiều năm qua. Xe kiểm khách Huế - Đà Nẵng. Xe đi Huế 14 giờ. Chỉ cần gõ cụm từ xe đi ké trên trang mạng xã hội Facebook, hàng loạt thông tin đăng tải về hành trình đón khách của xe tuyến Huế - Đà Nẵng. Trong vài một hành khách cần tìm xe từ thị trấn Lăng Cô đi Huế, phóng viên lựa chọn ngẫu nhiên một số điện thoại trên trang xe đi ké. Đầu dây bên kia xác nhận sẽ đến đón vào lúc 10 giờ 30 tại điểm từ Lăng Cô đi Huế, với mức giá 120.000 đồng cho mỗi người. Đúng 10 giờ 30 phút, một chiếc xe Fortuner 7 chỗ đã có mặt để đón phóng viên. Trên xe lúc này có khoảng 4 hành khách. Theo quan sát của phóng viên thì chiếc xe này không hề có phù hiệu hợp đồng đón trả khách. Chiếc xe này chạy với tốc độ khá cao, vượt qua các chốt của cảnh sát giao thông mà không gặp một trở ngại nào. Tài xế này có vẻ rất rành tuyến đường khi cho biết đoạn nào là sẽ có chỗ cảnh sát, đoạn nào có bảng tốc độ. Khoảng một tiếng sau, xe đến Huế, tài xế bắt đầu thu phí hành khách và chạy vòng vèo trên các tuyến đường để trả khách. Trong khi xe dù, xe kẻ nở rộ như nấm sau mưa, thì các nhà xe chạy đúng tuyến Huế-Đà Nẵng với đầy đủ điều kiện kinh doanh vận tải lại rơi vào tình trạng ế ẩm, điều hưu. Xe ô tô biển số 75B01875, mặc dù sắp đến giờ xuất bến, nhưng trên xe 29 chỗ ngồi này chỉ có được 10 khách, tức là chỉ được khoảng 1/3 lượng ghế. Nhà xe này cho biết đây là thực trạng chung của 81 đầu xe chạy tuyến Huế - Đà Nẵng. Từ khi cái lượng khách, cái loại xe trả hình, 7 chỗ, xe dù, xe gió, xe kẻ, nó bùng phát, thì cái lượng khách đến bến của chúng tôi càng ngày càng giảm sút. Hiện tại trên thực trạng thì không quá được 50%. Một chiếc xe xuất bến bình quân cỡ 5 đến 7 người. Trước thực trạng trên, các chủ xe, các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh tuyến cố định đã rất nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng về việc xử lý các loại xe trả hình này, nhưng xem ra vẫn không mấy hiệu quả. Kinh doanh ế ẩm khiến nhiều nhà xe buộc phải nghỉ chạy, mua xe mới hoặc phải bỏ tuyến, chuyển qua chạy hợp đồng. Tôi cũng muốn rằng á, nói kiến nghị lên các ban ngành chức năng phải có một cái biện pháp làm như thế nào đó để chấn chỉnh lại cái vấn đề đó. Tôi cũng muốn là làm một cái như thế nào có một cái sân chơi bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh. Bến xe được đầu tư cơ sở vật chất khang trang lại thu hút người mua vé, nhà xe kinh doanh ế ẩm, trong khi loại hình xe dù, xe kẻ lại bùng phát. Đây là thực trạng chung của toàn quốc, chứ không riêng gì ở Thừa Thiên Huế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó phải kể đến bộ khung quản lý về điều kiện kinh doanh vận tải loại hình xe này chưa được chặt chẽ, dẫn đến nhiều nhà xe lợi dụng kẽ hở để lách luật. Làm việc với thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Võ Hoài Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mặc dù cơ quan chức năng vẫn quyết liệt trong xử lý loại hình xe này, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, vấn nạn xe dù, xe kẻ vẫn không thể giải quyết triệt để. Thậm chí cùng với thói quen sử dụng các mạng xã hội để đặt xe, thực trạng xe dù, xe kẻ trên địa bàn ngày càng có xu hướng gia tăng. Một cái khó của các nữa của lực lượng chức năng là một số phương tiện thì hoạt động là có tổ chức, là đưa lên các thông tin lên các trang mạng về nắm bắt nhu cầu của người dân và để tổ chức đưa đón khách tại nhà, và khi được kiểm tra thì lấy lý do là chở khách, chở người nhà đi tham quan du lịch, là cũng khó cho lực lượng chức năng khi xác minh được là cái
chủ lái xe là có thu tiền đối với người khách đi xe hay không. Xe khách trả hình, xe dù không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, thất thoát thuế nhà nước, mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe chân chính. Thống kê của cơ quan chức năng, hiện có 81 đầu xe tuyển cố định Huế-Đà Nẵng đăng ký hoạt động tại bến. Trong khi đó, xe hoạt động trả hình lại lên đến 200 đầu xe. Dù là chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng con số trên đã cho thấy tỷ lệ ngày càng áp đảo của các đầu xe trả hình. Có thể là một phép tính đơn giản để thấy lợi nhuận mà xe trả hình mang lại. Một xe 7 chỗ ngồi đi Huế-Đà Nẵng với tần suất 7 chuyến mỗi ngày, nhà xe có thể thu về từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Trong khi không phải đóng bất cứ một thứ thuế hay phí nào như các nhà xe tuyển cố định. Rõ ràng với lợi nhuận cao như vậy, rất dễ hiểu khi các xe trả hình bất chấp luật pháp, dùng đủ mọi chiêu trò để đối phó với lực lượng chức năng, trong khi nhà nước và các doanh nghiệp làm ăn chân chính lại thiệt đơn, thiệt kép. Qua các đợt ra quân của các lực lượng chức năng như lực lượng công an và lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải, thì hiện tượng xe khách vi phạm đổ đón trả khách, mà vi phạm về các lực lượng tải, xe khách chạy không đúng hành trình vận tải cũng đã giảm rõ rệt. Thì tuy nhiên để tiến tới dần xóa bỏ tình trạng xe khách vi phạm trong thời gian tới, thì các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra kiểm soát, đồng thời là cũng tuyên truyền phổ biến đến các người dân và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để thực hiện đúng hơn nữa các quy định của pháp luật. Trước thực trạng xe vận chuyển hành khách trả hình bùng phát, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập nhiều đoàn liên ngành để tuần tra xử lý. Tuy nhiên, thực trạng trên không những không giảm mà còn gia tăng với các chiêu trò, thủ đoạn biến tướng mới. Một chiếc xe 7 chỗ chở khách trái quy định trả hình từ Huế vào Đà Nẵng đã bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Tài xế và những hành khách trên xe đều cho rằng đây là xe của người thân đang đưa gia đình đi chơi. Không thì mình bao nguyên xe từ Huế vô Đà Nẵng. Không, cái này là cũng người trong nhà, bà con. Sau một hồi vòng vo, người tài xế này đã thừa nhận đang vận chuyển hành khách trái quy định dưới hình thức bán vé thu tiền. Em cứ chở khách về làng, bà con ở quê á, có nhu cầu về làng, phải alo thì em gọi. Nhưng vậy là em chạy thường xuyên. Một khách bao nhiêu tiền? Là người trong thái. Lỗi vi phạm của anh là vi phạm này là điều khiển xe ô tô này, loại 7 chỗ này, vận chuyển hành khách theo hợp đồng này, bán vé thu tiền này. Vi phạm là tại điểm y khoảng 3 này, điều 23 nghị định 46 năm 2016 nghị định của chính phủ. Anh là đồng ý lỗi vi phạm chứ? Rồi. Trên đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng xử lý trong đợt cao điểm xử lý xe dù, xe ké tuyến Huế Đà Nẵng từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Theo các cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình trạng xe khách chạy trả hình núp bóng dưới hình thức chở người nhà, hợp đồng du lịch nhưng thực chất là bắt khách lẻ ngày càng diễn ra rầm rộ. Hành vi của những phương tiện này ngày càng tinh vi và hoạt động theo nhóm, có liên kết chặt chẽ, sử dụng các thiết bị di động, mạng xã hội để qua mặt lực lượng chức năng. Do địa bàn thì rộng, thành phố nhiều đường ngõ phố và nhu cầu của nhân dân đón trả khách là rất là nhiều địa bàn, cho nên là lực lượng cũng có phần hạn chế, cho nên cũng có thể là chưa giải quyết dứt điểm được. Không chỉ nhà xe dùng chiêu trò thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng, mà ngay cả những hành khách trên xe cũng tỏ ra thiếu hợp tác khi được kiểm tra. Điều này gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý loại hình xe này. Trong quá trình mà chúng tôi kiểm tra, kiểm soát thì một số hành khách đi trên xe thì cũng thiếu sự hợp tác để mà cung cấp thông tin và phối kết hợp, để cho nên là dẫn đến cái việc xử lý vẫn còn chưa thể mà căn cơ lâu dài được. Công bằng mà nói thì một trong những nguyên nhân khiến hình thức xe khách trả hình ngày một gia tăng là do đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, trong khi chất lượng phục vụ của các xe tuyển cố định vẫn chậm được đổi mới. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã trình dự thảo sửa đổi thay thế Nghị định 86 với tinh thần tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo các điều kiện về việc kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong khi chờ đợi nghị định được thay thế, các cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc mạnh mẽ. Bên cạnh việc áp dụng các chế tài hiện có đối với xe trả hình, các đơn vị chức năng cần sớm triển khai các đề án đổi mới hình thức hoạt động của các tuyến cố định,
Trước mắt là đối với các tuyến đường cửa đi ngắn có nhu cầu vận tải cao như Huế, Đà Nẵng. Có như vậy mới lập lại được trật tự an toàn giao thông, môi trường kinh doanh vận tải hành khách lành mạnh mới được đảm bảo, phục vụ sự phát triển chung của xã hội.